Truyền thống của chúng ta, và ngoài ra để cho các em nói được
là quốc tịch khác, không phải là quốc tịch Việt Nam, thì các em không có được, không bị bắt buộc học tiếng Việt. Nhưng mà nếu mà phụ huynh á, cảm thấy rằng là con mình cần tiếng Việt thì cũng có thể xin cho con em mình là học tiếng Việt. Trong môn học tiếng Việt thì chúng ta có cái phân môn, đó là có hai phân môn là phân môn đọc và phân môn viết. Phân môn đọc và phân môn viết, cả hai phân môn này là hai phân môn quan trọng trong cái tiếng Việt của chúng ta. Từ lớp 1 thì các em đã học từ những cái âm cơ bản, ví dụ âm e, âm bờ, âm cờ, hoặc là những cái phần đơn, phần nhuận, phần đôi. Rồi các em học các dấu thanh và ghép vần, đó là do là học lớp 1 và lớp 2 của trường của chúng ta. Còn trường ở bên ngoài là lớp 1 là đã xong hết tất cả các âm vần rồi, nhưng mà do các em học sớm một năm, thành thử ra là lớp 1, lớp 2 là mới hoàn tất cái quyển sách tiếng Việt lớp 1. Thì các em về sau đó lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6 các em cũng học tập trung là về đi về tập đọc và học hiểu. Trong trường chúng ta thì chúng ta sử dụng những cái quyển sách giáo khoa như thế này để mà dạy cho các em, ví dụ về tiếng Việt lớp 2 cho các em có nhiều những cái bài tập đọc hoặc là những cái câu trả lời hay câu hỏi để mà các em tập trung vào học. Đề viết thì chúng ta có hai cái, đó là chính tả và tập đồng văn. Thì chính tả thì các em cần phải viết được đúng dấu, thứ nhất là các dấu thanh, thứ hai nữa là những cái những cái vần, ví dụ như vần mà dễ lẫn lộn với em, ví dụ như vần vần an, vần an, vần an, rồi tập đồng văn thì các em cũng sẽ theo, ví dụ như trong cái chương trình tiếng Việt của mình là có văn viết thơ, văn miêu tả, văn kể chuyện, thì các em cũng sẽ tập trung học những cái bài văn như vậy. Em sẽ được phân bổ theo cái thời gian và theo cái bài cụ thể. Cái bài ví dụ như là các em học một bài tập đọc, ví dụ như các em học một cái bài tập đọc ví dụ các em học cái bài tập đọc Cậu bé thông minh, sách tiếng Việt lớp 3 tập 1, thì qua cái bài đọc này thì có cái phần ngữ pháp cần phải các em phải biết, đó là cái mẫu đàm thoại chẳng hạn như vậy. Khi mà viết tập làm văn, viết một cái câu chuyện thì cần có phần đàm thoại trong đó. Thì khi mà học qua cái bài này xong thì là có để mà cô sẽ hướng dẫn, vì cái mục tiêu của mình là cái bài kể chuyện mà cần có cái đàm thoại như vậy, thì trong cái bài học đó cô sẽ cho các em học về cái phần đàm thoại, lồng cái phần ngữ pháp vào để mà các em làm tập làm văn, các em có thể sử dụng cái phần ngữ pháp đó để đưa vào bài học làm văn của mình để mà viết tốt hơn đó. Thì mình cũng lúc mà mình dạy á, cô giáo cho ngay sử dụng hai phương pháp, đó là mình ví dụ cái bài đàm thoại của tiếng Việt mình nó khác với bài đàm thoại của tiếng Anh, trong khi đó các em học tiếng Anh á, là các em phải sử dụng dấu ngoặc kép khi mà cho cái câu đó. Nhưng mà tiếng Việt mình không có sử dụng dấu ngoặc kép như vậy, mà chỉ là ai nói đặt hai chấm xuống hàng gạch đầu dòng để trao cái cuộc đối thoại đó. Thế đó, khi cô giáo dạy, cô cũng phải phân biệt cho các em hiểu là đối với tiếng Anh là mình dùng mình viết khác, đối với tiếng Việt là mình viết theo cách khác đó, để cho các em nhận biết được là sự khác nhau của cách viết của hai nước đó. Rồi từ cái cuộc đàm thoại đó là các em đã biết viết đàm thoại, sau đó khi mà có cái bài kể chuyện á, thì các em sẽ, cô sẽ nhắc nhở các em là chúng ta cũng phải thể hiện để cho nhân vật nói chuyện đến các con. Thế là các em sẽ biết hồng đầu những cái mẫu đối thoại như vậy. Vậy là các em học là có những cái khuôn mẫu nhất định và sau đó là mình thực hành những khuôn mẫu đó. Còn mình không có giải thích cụ thể, cho nên là nếu mình đặt câu thì có chủ nghĩa thì cũng biết, hoặc là như thế nào, còn nếu mình không muốn câu mà đầy đủ có những cái gì đó, thì các con có học các em vẫn học, các em có học ngữ pháp đầy đủ, có bài ngữ pháp đầy đủ, và bài ngữ pháp đó sẽ phục vụ cho bài tập làm văn.
nên do đó để tại vì để viết được bài tốt là các em phải hiểu theo cách là ví dụ như về dùng biện pháp phân từ so sánh nhân hóa chẳng hạn, hoặc là chủ ngữ biện ngữ, các con phải biết tìm những cái từ ngữ hay để mà viết cho các câu văn tốt hơn. Cái đó là bên phần bên sẽ cần sẽ học về chuyên sâu hơn. Đây là giáo trình năm thì là trong trường chúng ta vẫn sử dụng những cái giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo trình cũ mà mình chưa có sử dụng được giáo trình mới hiện nay, ví dụ như là tròn gì đó mình vẫn sử dụng nha.
là nội dung cần đạt từ lớp 1 và lớp 2 luôn. Khi mà hết cái học xong hết cái quyển sách lớp 1 này á, thì các em sẽ đạt được những điểm người biết đọc, những cái điều không cần lớp 2 mà có thể viết phần một cách thành thạo. Đó là khi mà đạt tới cái lớp 3 này. Xong lớp 2 là đạt đúng rồi, lớp 2 là lớp 3. Đây là ở đây á, là những cái mục tiêu này á, là cần đạt được cho lớp 1 và lớp 2 và lớp học kỳ 1 của lớp 3. Tại vì học kỳ 1 lớp 3 vẫn còn trong cái mình sẽ tiếng Việt về lớp 1 và 2 này. Thì lớp 1 là lớp 3. Lớp 1 là việc học tới bài 40 của từ bài 1 đến bài 40 của sách lớp tiếng Việt lớp 1 và 1. Nếu mà lớp 1 á, thì tôi sẽ yêu cầu cần đạt được là nhận biết âm vần dấu thanh và có thể viết vần một cách thành thạo, các âm đúng với các từ và dấu thanh. Đây là phần này lớp 1 nè, nghe và viết được các từ và câu đơn giản là lớp 1. Nhưng mà cái thấp hơn như cái nối từ và để với tranh hoặc nhìn tranh nhìn từ có phần thiếu cũng là lớp 1 vẫn có thể làm được, đọc hiểu thì trả lời câu hỏi liên quan đến bài khóa vẫn đọc được, vẫn lớp 1 vẫn làm được. Nhưng mà cái đòi hỏi của các học sinh lớp 1 thì thấp hơn so với lớp 2. Có vấn đề là làm sao mà mình hơi ở đứa trẻ nó thích thì con phải học giống như nó đang ép đi học đi, thì làm sao chỉ cho mình cách mà làm nó cho bé cái mỗi ngày nó cũng tiến về tự động học, tức là đào tạo cho tụi nó biết học tiếng Việt theo kiểu trên trao đổi với bé như nào. Thì trong lớp học ấy là các em, cái khi em đến trường học ấy là học cùng với các bạn, thì là các con cũng là tham gia các hoạt động trong lớp, rồi tập đồng về các trường lớp, giống như các bạn trong lớp là các em là đều là hoạt động như anh vậy. Nhưng mà về nhà thì có thể là phụ huynh, ví dụ như phụ huynh có thể là cho các em xem, thay vì xem tiếng một hình cho xem tiếng Anh không thì các em không có tiếng Việt, tiếng Việt nữa. Nếu giờ mình không cho xem tiếng Anh nữa mà chỉ xem tiếng Việt thôi thì các em sẽ tự bắt buộc phải xem tiếng Việt. Hoặc là phụ huynh có thể cho các em đọc thêm sách dùng ngôn ngữ tiếng Việt, không phải có thể chơi với những bạn mà dạy nó tiếng Việt. Cái này khó quá. Tao thích là quan trọng, tại vì nó với tự động nó muốn học tiếng Việt thì cái năng lượng mình bỏ cho nó là ít hơn và nó cũng học hiệu quả hơn. Nó không phải đôn đốc nó để học. Thật ra là cái này là rất là khó, nhưng mà nếu mà các bạn thấy bây giờ một tí xíu nữa là phụ huynh mình chia sẻ với nhau những phụ huynh nào á mà có con mình hay thích học tiếng Việt mình sẽ chia sẻ lại thôi. Thật ra thì nói thật là mấy bé học tiếng Anh quá nhiều, trường 6 tiếng đồng hồ nói tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh, giao tiếp tiếng Anh, còn tiếng Việt thì chỉ có một tuần có ít giờ như vậy, do đó các em sẽ không có sử dụng tiếng Việt nhiều nữa, chỉ sử dụng tiếng Việt trong giờ học đó thôi. Do đó về nhà là rất là việc của phụ huynh, là phụ huynh cố gắng sử dụng nhiều tiếng Việt, cố gắng tạo điều kiện cho con để các con nói tiếng Việt, sử dụng tiếng Việt nhiều hơn thôi. Em nghĩ tất nhiên là tiếng Anh thì sẽ dễ hơn các con rồi, các con học tiếng Anh thì cũng rất là quen thuộc. Còn tiếng Việt mà mình muốn con mình cố gắng lý thú hơn thì chắc mình phải đến Việt Bắc phù hợp với con mình, có thể là chơi trò chơi hoặc là đọc truyện hoặc là chia sẻ đó. Còn nếu như mà chỉ có nhà trường không thì không học sinh nào là muốn học hết, vì là nhà trường không bạn bè nó tiếng Anh hết, thì bây giờ phải cố gắng là đọc truyện hoặc là tham gia chương trình truyền hình hoặc cái gì đó đấy thì các con mình thích. Tất nhiên chương trình Việt Nam mình thì về cơ bản là nó buồn chán hơn tiếng Anh, buồn chán hơn tiếng Anh khác, vì là chương trình nó rất là giáo điều, em cũng cảm thấy rất là, mình cũng cảm thấy là bo lên nói gì con, nên mình phải cố gắng thôi. Chứ còn nếu mà nói là theo tiếng Anh thì em cứ nhạc tiếng Anh hết. Thế này phụ huynh cố gắng giải thích cho con mình hiểu tầm quan trọng của việc tiếng mẹ đẻ, tiếng mà ba mẹ mình sử dụng, tiếng mà mình đang sử dụng thì con sẽ từ từ nhận ra rằng là tiếng Việt rất là quan trọng. Ví dụ như con đi xe đi ngoài đường, bây giờ con đọc không được tiếng Việt, còn là con muốn nhắn tin cho ba mẹ hoặc nhắn tin cho bà, và bây giờ con nhắn tin tiếng Anh sao bà hiểu được, bây giờ con phải cố gắng học tiếng Việt để mà con có thể nhắn tin cho bà bằng tiếng Việt được. Do đó mình phải giải thích cho con mình hiểu được là tầm quan trọng của tiếng Việt, thì lúc đó con mới cảm nhận được và con mới yêu thích tiếng Việt. Chứ bây giờ chơi hoặc là nói là giờ cô cho cách nào để cho con yêu thích thì cô không có cách nào cả, nhưng mà đó là giờ phụ huynh phải hợp tác thôi, phụ huynh phải cố gắng thuyết phục con thôi, giải thích cho con hiểu thì được. Đây là những cái trò chơi trong lớp học, ví dụ như mẹ con mua cái bộ của cá, mình thấy có nó là lên trên mạng mà mẹ
vừa dạy mẹ, các con sẽ chọn những cái gì phù hợp với âm phần đó, thì các con sẽ chọn âm phần đúng để mà mình chọn chơi với nhau. Hoặc là khi mà học về dấu thanh thì con có thể dùng cái sử dụng dấu thanh đó để mà vẽ nó thành cái mặt chẳng hạn như vậy. Rồi hoặc là nhìn mẫu hình thành sao. Nhưng mà trong giờ học là các cô sẽ có những cái trò chơi nho nhỏ để cho giúp cho các em học hứng thú hơn. Đây là bài tập nối từ với hình và nhìn hình thì những cái phần thiếu. Đây là cái bài tập này là có thể là cho các con rèn luyện thêm ở nhà. Ví dụ như các con sẽ nhìn hình, bởi vì cái ngôn ngữ tiếng Việt của các con đó, từ vựng của con còn thiếu rất là nhiều. Tiếng Anh thì con có nhiều từ, bởi vì con đọc sách nhiều, con học nhiều trong lớp. Còn tiếng Việt mình thì các con không có xem TV, không có đem truyền hình bằng tiếng Việt, do tiếng cái ba mẹ cũng ít và học cũng ít trong trường nữa, nên là các con thiếu từ vựng. Thì đó, để ở nhà mà để cung cấp từ vựng cho các em á, cũng không nên có những cái quyển bài tập như thế này để cho các con ví dụ như nhìn hình rồi sau rồi nhìn chữ rồi nối, để cho các con biết là những cái vựng này cái tên là gì, giống như vậy thì cái từ vựng của con sẽ được phát triển hơn. Ví dụ như đấy, các em học từ vựng, học cái phần eo đi chẳng hạn, thì ở đây các con nhìn hình, à nhìn hình này thì là đây là thiếu cái âm gì, phần gì, để mình sẽ điền vào như vậy. Đây là quyển có hai dạng bài tập, đó là vở bài tập tiếng Việt lớp 1, ở đây là vở ô ly bài tập thực hành tiếng Việt lớp 1. Cái đó phụ huynh có thể ra nhà sách mua những quyển sách này để mà về cho các em luyện tập thêm. Thì trong cái quyển sách này nó sẽ đi theo những cái bài mà các em học trên lớp. Ví dụ các em học âm Y, âm A, thì ở đây có những cái hình ảnh và những cái từ để các con có thể tập đọc, đánh vần. Các con có thể điền những cái âm thiếu vào để tạo thành một từ. Cô có giao bài tập về nhà vào mỗi buổi thứ sáu. Giáo viên, tất cả giáo viên đều cho các em bài tập về nhà vào buổi thứ sáu, nhưng mà bài tập này là không bắt buộc và các em phải làm, optional. Có nghĩa rằng là bởi vì các em lớp một rất là nhỏ, cuối tuần nữa rồi khi con ngồi xuống con làm bài tập thì rất là khó đối với con, rồi trong tuần các con lại cũng mới về đi học về nhà là mệt rồi, nói chung cũng không có thời gian làm bài tập. Nhưng mà nếu mà bé nào mà nếu mà phụ huynh cảm thấy rằng là giúp con mình được thì phụ huynh lấy cái bài tập đó ra cho các con làm, và cái bài tập đó cũng cho thấy rằng là trong lớp các em đang học những cái bài như thế, nên phụ huynh sẽ qua cái bài đó giúp cho con mình học tốt hơn. Tất cả những bài tập về nhà được giao qua cái trang web Seesaw, nên phụ huynh cứ vào trang web Seesaw để nhận được bài tập về nhà. Phụ huynh có thắc mắc gì về những cái bài tập này không? Tất nhiên các em đọc tốt ở nhà. Như các phụ huynh đã biết đấy, để học tốt ở nhà thì các con cần phải luyện đọc nhiều. Mà đọc nhiều thì các con phải đọc qua những cái câu chuyện. Thì qua những cái câu chuyện các con sẽ có nhiều từ ngữ hay ở trong đó để mà các con đọc. Thì ở nhà trường, trong thư viện thì có rất là nhiều sách tiếng Việt, truyện đọc tiếng Việt để mà phụ huynh có thể mượn cho con mình đọc ha. Ví dụ như là có sách song ngữ và có sách chỉ tiếng Việt không thôi, và có nhiều hình ảnh rất là hay. Ví dụ như là đây là đối với các em lớp 1 nè, các em lớp 1 có thể nhìn hình ảnh nè, lớp 1, lớp 2, lớp 3 có thể nhìn hình ảnh nè, con có thể đọc tiếng Việt nè, sau đó con có thể xem tiếng Anh nè. Đó, thì qua những cái mẫu chuyện như thế này thì các con có thể vừa đọc tiếng Anh mà vừa đọc được tiếng Việt luôn. Trong thư viện chúng ta có rất là nhiều sách nha, rồi có ví dụ như là sách về những cái vật nổi tiếng con cũng có thể đọc, rồi sau đó là có những cái hình ảnh đẹp với lại nhiều từ ngữ hay cho các con nữa. tại vì nhiều bé không có thích đọc sách tiếng Việt không, nên nó là mẹ ơi con không hiểu,
Bây giờ mình nói được thôi rồi, giờ mình thôi, giờ con thử tiếng Việt, rồi có tiếng Việt, tiếng Anh luôn đi, con đọc con tiếng Việt rồi con muốn hiểu thì con đọc con tiếng Anh để con hiểu. Bây giờ trong trường mình á, ví dụ như ở trường Việt Nam đi, tiếng Anh là ngoại ngữ, còn trong trường của chúng ta thì tiếng Việt trở nên thành ngoại ngữ. Do đó thầy con hiểu thì con phải đọc tiếng Anh nên con mới hiểu. Nhưng mà mình cố gắng là mình động viên các em đọc nhiều, đọc khi các em đọc nhiều thì sẽ lưu loát hơn. Hiện tại là những sách tiếng Việt này là ở bên Julia, để bên intern để em kiểm tra, để kiểm tra xem là như bên mình có bé có thể tự chọn, hoặc là ví dụ như cũng có thể yêu cầu bé là con có thể tự sách tiếng Việt về cho ta xem được không, thì là bé sẽ chọn ra để cho ta xem. Hoặc là nếu mà khi mà mình đi đón bé, mình có thể ghé vào thư viện của mình cũng có thể dẫn con đi. Hoặc là phụ huynh nhớ theo dõi trang web CISO, bởi vì trên trang web CISO lúc nào cũng có thông tin về bài học cho bé ngày hôm nay, bài học cho bé ngày trong tuần, và bài về nhà cho bé luyện tập thêm. Mỗi cái trình độ của các bé thì sẽ có một cái câu chuyện khác nhau cho phù hợp. Ví dụ như một bé ở lớp 5, lớp 6 thì bé sẽ đọc những cái một chuyện ngắn của những cái tác giả nổi tiếng, ví dụ như là Nguyễn Nhật Ánh. Và những cái bé mà lớp 1, lớp 2 thì sử dụng những cái câu chuyện là có tranh ảnh nhiều hơn. Và trên CISO, phụ huynh sẽ được phụ huynh có, nếu mà phụ huynh có cái trang web CISO, phụ huynh sẽ nhận được là con mình học lớp nào, phòng học ra sao, lời bài tập mình thì cô giáo sẽ cho những cái bài báo bài trong tuần học bài nào, rồi bài tập về nhà. Rồi ngoài ra phụ huynh, nếu có phụ huynh có câu hỏi gì về việc học tiếng Việt hoặc về con của mình, phụ huynh cũng có thể nhắn tin trên CISO cho cô giáo sẽ trả lời ngay. Bởi vì nếu mà các phụ huynh mà nhắn tin cho tôi thì là phụ huynh sẽ đợi rất nhiều thời gian, thì tôi sẽ phải liên lạc với cô giáo đó. Vậy đó, nếu mà phụ huynh nhắn tin trực tiếp với giáo viên thì sẽ dễ hơn. Ví dụ như khi mà học trò, khi mà con mình nghỉ học, có thể là nhắn lên CISO cho giáo viên để xin phép cho con nghỉ. Kế tiếp đó là phần đánh giá cuối học kỳ của các con. Thì trong cái lớp tiếng Việt của chúng ta sẽ có kiểm tra và đánh giá có hai lần, đó là học kỳ 1 và học kỳ 3, học kỳ cuối. Thì học kỳ 1 thì các con sẽ học được khoảng 2 tháng, đầu con sẽ có kiểm tra để các cô xem với các con hiểu trình độ con như thế nào, để mà về sau đó là sẽ có những cái report gửi về cho phụ huynh, để phụ huynh biết tình hình học tập của các em như thế nào. Cái phần mà bảng đánh giá cái này đó, nó giống như là bảng đánh giá của tiếng Anh vậy đó, nó sẽ tương đồng với nhau là bảng tiếng Anh, mà đây là mình sử dụng là tiếng Việt. Tại vì chúng ta sẽ có cuộc họp vào cuối học kỳ 1 và cuối học kỳ 3, để mà các cô sẽ nói cho phụ huynh biết là con mình còn thiếu chỗ nào, cần học cái gì cố gắng hơn, thì phụ huynh cần phải đi họp để mà gặp cô, để mà cô sẽ cho biết tình hình học của các em, rồi phụ huynh ở nhà mình sẽ giúp cho con mình học tốt hơn. Có những con hỏi rất là hỏi lắm, nhưng mà hiện tại là
một số bạn được lựa chọn thôi, không thể nào mà toàn trường lên sân khấu được chẳng hạn như vậy. Tại vì ngày xưa trường của mình, trường CS ngày xưa trường nhỏ, tất cả các em đều được lên sân khấu, nhưng mà bây giờ trường quá lớn mà tất cả các em mà lên sân khấu như vậy sẽ mất rất là nhiều thời gian đó, nên đó là chỉ có chọn một số bạn dự bị thôi. Cái bài kiểm tra này là để cho cô biết được là các bé, các em là đạt được phần nào và các em cần phải bổ sung điều gì thêm. Ví dụ như là qua học kỳ 1 thì các em học để thấy là các em tất cả những bài thi thì các em không làm được cái phần mà ví dụ như các em không có làm được cái phần mà trả lời câu hỏi ai là gì chẳng hạn, thì qua học kỳ sau cô sẽ tập trung làm lại cái bài đó để mà cho các em học tốt hơn. Ví dụ như tập có thay, đương nhiên là có thay đổi cái bài học để mà các con là tốt hơn, nhưng mà cái chính vẫn là phụ huynh ở nhà để là mình kèm thêm. Khi mà không cho bé đúng rồi, cũng cần điều chỉnh đúng rồi, chắc chắn là có. Trong cái chương trình học ở đâu, những trường học mình đã làm về trường học thì các cô dạy thì các cô chuyển bài thi này là mục đích là để như vậy. Mục đích của bài thi là để là xem trình độ các em như thế nào và để xem coi là cô giáo cần điều chỉnh cái bài học ra sao để cho phù hợp với trình độ của các em. Đó là mục đích của bài thi, chứ không phải bài thi là mục đích là các con sẽ nói chuyện tiếng Việt với các bạn, các con học cả
các môn trong tiếng Việt. Trong khi đó trường chúng ta một tuần chỉ có 140 phút, 140 phút là một tuần. Trong khi trường Việt Nam là 40 giờ một tuần, có nghĩa rằng là 1/10, 40 tiếng và một tiếng, 2 tiếng 30 phút. Bây giờ mình có thể quật ngang ra là bao nhiêu phần trăm đúng không? Đó, do đó là mình không thể nào mà so sánh với trường Việt Nam được. Và bởi vì hôm nay mình có buổi hội thảo, thứ hai là mình mong muốn là phụ huynh phải giúp đỡ các con mình rất rất là nhiều. Ở đây là cô giáo chỉ tạo điều kiện cho các con học và cho các con sự ham thích học tiếng Việt thôi. Ngoài ra ở nhà mình phải giúp đỡ các con thêm nữa. Chứ 40 tiếng và 2 tiếng rưỡi thì không có thể nào mà đồng đều được. Thì ở đây mục tiêu thành tích đạt được, ở đây phụ huynh cũng thấy được là nó là rất là đơn giản hơn các trường ở Việt Nam, tiểu học Việt Nam. Ví dụ như các phụ huynh thấy là đánh giá, tại sao đánh giá các em chưa đạt yêu cầu, có tiến bộ, đạt yêu cầu hoặc là vượt yêu cầu. Thì ở đây là nêu ra những cái bài học, trong cái những cái bài học mà từ học kỳ 1 á cho đến cuối học kỳ 1, thì các con nếu mà các con đạt được những cái điều như thế này, thì các con đạt được cái chỗ phần bộ nào thì các con sẽ được đánh giá thêm cái phần bộ đó. Cô ơi, sửa cho một chút. Ok, thì cấp 1 thì khó rồi, nhưng mà viện nếu mà học em mà em bé trẻ con học ở đây đến hết cấp 3 chẳng hạn. Thì như vậy thì lúc mà hết cấp 3 thì cái trình độ tiếng Việt liệu có thể nó là gọi là kỳ vọng là đạt được bằng trình độ cấp 1 của Việt Nam hay là như nào? Tức là có một cái để mình hình dung. Ở đây là tiếng Việt mà lên đến cấp 3. Ở đây là tiếng Việt theo cái kiểu mà không phải là một cái ngoại ngữ mà là một gì em mà kiến thức. Thì lên cấp 3 thì các con kiến thức của con về tiếng Việt á, về những cái bài học về ngữ văn á, hoặc là cái bài bình luận các con vẫn làm được như vậy. Về lịch sử địa lý các con vẫn học được những tất cả các bài lịch sử mà của chương trình của Việt Nam. Ở đây là tiếng Việt, ở đây của mình là ngôn ngữ, các em tập trung về kiến thức nhiều hơn là cái ngôn ngữ. Do đó là nếu mà để mà các em ngoài không những là chỉ đọc tốt thôi mà các em phải hiểu cái bài đọc nữa, thì do đó là cấp 3 là các con vẫn có cái sự hiểu biết rộng giống như là những cái lứa tuổi khác, nhưng mà về cái tiếng Việt của con á, thì con không có dùng nhiều, thì do đó con chưa có diễn đạt được cái ý của mình muốn thôi, nhưng mà thật ra về kiến thức về tiếng Việt các con cũng biết. Tiếng Việt của mình không phải là một ngoại khóa, đây là một tiếng Việt, ở đây là một bắt buộc, nhưng mà tại vì trong giờ mình không có thời gian để mình đưa vào trong giờ, do đó là mình đưa vào sau giờ học, không phải là ngoại khóa. Lên cấp 2 á, vì lên cấp 2 thời gian ít hơn nên là đưa vào trong giờ học được. Còn bây giờ cấp 1 là chúng ta phải học là một tuần phải học 140 phút, do đó là không thể, nếu mà mình đưa vào trong giờ học á, thì sẽ có một số môn nào đó thì các con sẽ không có được học. Đúng rồi, cái là giờ học, đúng rồi, vào giờ học là sau giờ học, chứ không phải là ngoại khóa. Những bé không có quốc tịch.